Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Những kỳ nghỉ dài như 30 tháng 4, 1 tháng 5 hoặc Quốc khánh 2 tháng 9, cả nước đều ghi nhận lượng khách du lịch nội địa bùng nổ. Kỳ nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay cũng không nằm ngoài quy luật này. Đại diện nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành thông báo kín khách ở nhiều đường tour, nhiều địa phương có thể quá tải, nhất là tại các điểm du lịch nổi tiếng. Tuy vậy, tình hình dịch Covid-19 hiện tại với số ca mắc tăng nhanh cũng sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới, bởi du khách có thêm lo ngại về an toàn và sức khỏe khi du lịch. Do vậy, mỗi du khách cần tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho cá nhân và gia đình khi tham gia các hoạt động du lịch. Dự báo, khách du lịch sẽ tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới, khi nhân dân và người lao động được nghỉ dài ngày. Đây là cơ hội để các địa phương và doanh nghiệp du lịch triển khai các hoạt động kinh doanh, tiếp tục mở rộng thị trường. Để đảm bảo an ninh an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở Quản lý Du lịch các địa phương khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn, chủ động phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ, bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, thực phẩm và điều kiện cần thiết để phục vụ du khách. Đảm bảo an toàn cho khách du lịch, bố trí cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, tăng cường kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh theo quy định và khuyến cáo của ngành y tế. Đồng thời, Tổng cục Du lịch cũng đề nghị tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan. Tại các khu điểm tham quan du lịch, bố trí thu gom rác thải kịp thời, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, chỉ dẫn nhắc nhở khách cùng tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo đủ số lượng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Có biện pháp kiểm soát giá dịch vụ du lịch, yêu cầu các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tùy tiện tăng giá, chèo kéo ép khách, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung. Phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các đối tượng đeo bám gây phiền hà cho khách du lịch, bố trí đủ nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách du lịch nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, quan tâm phòng tránh tai nạn giao thông. Đặc biệt, Tổng cục Du lịch yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng của các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch, đặc biệt tại các cơ sở lưu trú du lịch, đơn vị vận chuyển khách du lịch, các khu điểm du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch, các trung tâm mua sắm, cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, thiết lập và công bố công khai số điện thoại đường dây nóng để xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ khi có yêu cầu của khách du lịch. Ông Nguyễn Đức Vũ, trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, đến nay các bãi biển Đà Nẵng đã sẵn sàng các hoạt động để đón khách dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 và cao điểm hè 2023. Trong đó tăng cường lực lượng cứu hộ bờ biển cũng như đội trật tự bãi biển, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho du khách khi đến tắm biển tại Đà Nẵng. Ông Vũ cho biết, đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ bãi biển thuộc lĩnh vực quản lý, ban đã yêu cầu và thường xuyên giám sát việc niêm yết giá, phải bán với giá niêm yết, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Là quận du lịch trung tâm của thành phố Đà Nẵng, ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà cho biết, việc đảm bảo an ninh trật tự, xử lý hàng rong được lực lượng chức năng quận thực hiện thường xuyên. Trong cao điểm lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và hè 2023 sắp tới, quận sẽ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hoạt động bán hàng rong, lang thang xin ăn biến tướng, chèo kéo khách du lịch. Trong đó kiểm tra, không để xảy ra tình trạng hoạt động kinh doanh buôn bán tại các điểm khu vực thuộc các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng và danh lam thắng cảnh. Tập trung kiểm tra xử lý tình trạng đeo bám chèo kéo khách, bán hàng rong trên các tuyến đường có quy định cấm bán hàng rong như Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Hồ Nghinh, Trần Hưng Đạo, Hà Bồng, Hà Chương, Nguyễn Văn Thoại và các khu vực khách du lịch hay tập trung như công viên cầu Sông Hàn, khu vực cầu Rồng, công viên cầu Nguyễn Văn Trỗi, công viên Biển Đông, v.v. Không để bất kỳ trường hợp bán hàng rong nào buôn bán trên các tuyến đường có quy định cấm bán hàng rong. Ngoài ra, xử lý các trường hợp dắt theo trẻ em lang thang xin ăn biến tướng,
lợi dụng khuyết tật để xin ăn. Tại các khu điểm du lịch thu hút đông du khách trên địa bàn thành phố, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động du lịch. Đồng thời với vai trò tổ trưởng tổ phản ứng nhanh du lịch của thành phố, Sở cũng có văn bản giao nhiệm vụ cho các thành viên tổ, trong đó có Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn, trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Trong cao điểm dịp lễ sắp tới, Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng cũng sẽ kiểm tra kiểm soát bình ổn thị trường trong nước và trong thời gian diễn ra lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023. Trong đó có kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, tàu du lịch, nhà hàng ăn uống, cơ sở mua sắm. Kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa đang kinh doanh tại các cơ sở mua sắm, bán hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch và hóa đơn chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chặt chém, không niêm yết giá các dịch vụ như ăn uống, vui chơi, lưu trú, tăng giá bất hợp lý hoặc bán hàng không theo giá đã niêm yết, lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao vào dịp nghỉ lễ và kỳ nghỉ hè sắp tới. Vấn đề tội phạm lừa đảo cũng gia tăng hoạt động dưới nhiều hình thức. Một số phương thức lừa đảo phổ biến mà các đối tượng thường xuyên sử dụng như đăng tải bài viết quảng cáo bán tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ trên mạng và mạng xã hội với nhiều tiện ích kèm theo. Đề nghị nạn nhân chuyển tiền đặt cọc từ 30 đến 50% giá trị để đặt cọc tour du lịch, phòng khách sạn, từ đó chiếm đoạt số tiền đặt cọc, đăng bài viết quảng cáo du lịch làm visa, thị thực, du lịch nước ngoài, cam kết tỷ lệ thành công cao, hoàn trả 100% số tiền nếu không xin được visa. Khi nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí hoặc một phần chi phí, các đối tượng sẽ để nạn nhân tự khai thông tin tờ khai, hoàn thiện hồ sơ. Sau đó lấy lý do nạn nhân khai thông tin bị thiếu, các đối tượng không trả lại tiền. Một hình thức lừa đảo nữa là làm giả website, fanpage của công ty du lịch uy tín, làm giả ảnh chụp biên lai, hóa đơn thanh toán và đề nghị nạn nhân chuyển khoản thanh toán, chi phí tour du lịch. Sau khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán dịch vụ du lịch, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết. Bên cạnh đó, đối tượng lừa đảo còn làm giả chiếm đoạt tài khoản của người dùng mạng xã hội, liên lạc với người thân trong danh sách bạn bè, cho biết đang bị mắc kẹt khi đi du lịch nước ngoài và cần một khoản tiền ngay lập tức. Để tránh bị lừa đảo trước các thủ đoạn nêu trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch, nên lựa chọn dịch vụ đặt tour, đặt phòng, đặt vé máy bay của những công ty uy tín hoặc qua các ứng dụng du lịch. Người dân có thể đề nghị phía đối tác cho xem giấy phép hoạt động kinh doanh, giấy tờ, chứng chỉ hành nghề của công ty lữ hành, du lịch. Người dân cần cảnh giác khi nhận được lời mời chào mua gói du lịch với mức giá rẻ, thường là rẻ hơn 30-50% so với giá chung của thị trường. Chú ý các dấu hiệu nhận biết website giả mạo thông qua tên website và tên miền. Người dân cần lưu ý đối với các trang mạng xã hội, fanpage, hoạt động mua bán, quảng bá các gói du lịch, nhất là gói du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ. Người dân nên chọn các trang mạng xã hội có dấu tích xanh, tức là tài khoản đã đăng ký, hoặc chọn các trang mạng xã hội có uy tín mà mình biết rõ thông tin của người bán, xác nhận lại thông tin đặt phòng, vé máy bay để kịp thời phát hiện dấu hiệu lừa đảo, trình báo cho cơ quan chức năng, cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!